Xin chào các bác, em vừa về một cái siêu phẩm máy hút ẩm khủng VIP và phục vụ các bác nhé. Bác nào thích chơi hàng VIP thì các bác liên hệ con này. Con này thì như các bác nhìn này, nó có cái số 28 này, này hút 28 lít một ngày. Cái điều kiện không khí độ ẩm của Việt Nam trên 80% nhé, rất là kinh khủng luôn. Còn nếu với độ ẩm 90-100% như của miền Bắc thì chắc là chơi phải hơn 30 lít một ngày. Cái dòng rất là khủng, dành cho bác nào mà thích công suất lớn, khỏe. Mã số 1, có cả ion khử khuẩn công nghệ Eco, hãng Ransonic. Chiếc này thì nó điện 220V nhưng mà nó vẫn là chữ nhật các bác nhé. Chữ nhật nội địa. Giá em bán 5,9 triệu, bảo hành 1 năm. Hình thức đã dọn dẹp sạch sẽ, ok hết rồi. Hai mươi tám lít một ngày, kinh khủng luôn ạ. 270W các bác nhé, ga 134 điện 220V này. Đây với cái con này nó dùng cho cái thị trường Nhật thì với cái độ ẩm dưới 60%, manh quanh 60% thì nó sẽ hút vào khoảng gần 16 lít một ngày. Đấy, còn đối với độ ẩm Việt Nam như ở trên này họ ghi trên 80% như ở Việt Nam thì hút 2 lít. Đây các bác nhé, có một cái hàng chữ nhỏ nhé, nhiệt độ 30 độ C, độ ẩm trên 80%. Đấy, sẽ hút là 28 lít một ngày. Yeah, đối với độ ẩm Việt Nam. Con này hút kinh khủng luôn. Trên màn hình LED, nhiều chức năng đẹp luôn. Màn hình sáng đẹp luôn. Yeah. Đây là hẹn giờ này. Đọc gió. Con này các bác có thể cài được phần trăm độ ẩm nhé. Mình muốn phòng mình hút xuống bao nhiêu phần trăm đều được hết. Yeah. Hút xuống bao nhiêu phần trăm độ ẩm hút được. Đấy. Chế độ hút ẩm. Sấy quần áo. Giữa mùa nồm các bác quần áo cho vào phòng nhỏ nhỏ các bác sấy. Đấy, khóa trẻ em giữ 3 giây. Hẹn giờ. Đây là cái chế độ tốc độ gió. Đấy, bác nhìn đèn led lên đẹp không? Đấy. Tốc độ gió rất là đẹp nha. À, tốc độ gió này, màn hình led rất là đẹp. Giống như cái chế độ này hình như là chế độ chạy ban đêm. Đó. Màn hình led VIP luôn, tắt nguồn. Ransonic PD-IS28 5,9 triệu, bảo hành 1 năm. Điện 120V, các bác cắm thẳng điện Việt Nam rất là tiện. Chào các bác.